Tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang vừa diễn ra giải chạy Eco Park Marathon 2024 với sự tham dự của gần 4.000 vận động viên. Đây là giải chạy phong trào có quy mô lớn nhất được tổ chức thường niên. Năm nay là mùa thứ 5 giải Eco Park Marathon được tổ chức với chủ đề chạy giữa biển xanh. Đây là điểm hẹn của các runner, các gia đình và cộng đồng yêu chạy bộ được giao lưu thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ thể thao. Điểm thu hút các vận động viên đến với giải chạy tại khu đô thị Eco Park là chạy bộ giữa không gian xanh trong lành của những hàng cây. Gần 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ khắp nơi trên cả nước tham gia chạy ở 4 cự ly, 6 km người lớn và trẻ em, Rat Race 11 km, HM 21 km và City Chain 31 km. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp có thành tích cao tham dự giải như Đỗ Quốc Luật, Bùi Thu Hà, Đoàn Thu Hằng, Sầm Văn Đời. Các vận động viên đều ấn tượng với những cung đường chạy tuyệt đẹp tại khu đô thị Eco Park. Hôm nay thì cả nhà thì chạy các cự ly 6 km và 31. Bố và các con cũng tập cho cái hôm nay và rất vui là hôm nay các con đều về đích. Mình ấn tượng nhất ở đây là không khí rất là trong lành. Qua cái giải chạy này mình mong muốn là tất cả mọi người hãy chạy đi và mong tất cả mọi người được mạnh khỏe và hạnh phúc. Giải này là lần thứ 3 câu lạc bộ mình tham gia Eco Park rồi. Hôm nay thời tiết rất đẹp và tất cả các bạn đây đều hoàn thành cự ly chạy ngày hôm nay của mình. Các bạn chạy ly 21 km và 6 km. Hầu hết các vận động viên tham dự giải đều hoàn thành về đích ở cự ly mình tham dự. Trong tương lai, ban tổ chức kỳ vọng Eco Park Marathon sẽ trở thành một giải chạy quốc tế để lan tỏa phong trào chạy bộ, rèn luyện sức khỏe, khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng. Kết thúc giải chạy Eco Park Marathon 2024, ban tổ chức đã trao giải cho 5 vận động viên nam nữ có thành tích tốt nhất ở 4 cự ly chạy.